Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không thể sắp bày, có đến, có đi, có trụ, có không trụ, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không thể sắp bày, có đến, có đi, có trụ, có không trụ, uẩn xứ giới, vân vân, không đến, không đi, không trụ, không phải, không trụ. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không thể sắp bày, có xa, có bờ kia, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không thể sắp bày, có xa, có bờ kia, uẩn xứ giới, vân vân, không xa, không bờ kia. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không thể sắp bày, có yêu, có giận, có sợ, có si, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không thể sắp bày, có yêu, có giận, có sợ, có si, uẩn xứ giới, vân vân, không yêu, không giận, không sợ, không si, như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không cho, không lấy, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không phải, không nhẫn, không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không loạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không cho, không lấy, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không phải, không nhẫn, không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không loạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ, uẩn xứ giới, vân vân, đều không cho, không lấy, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không phải, không nhẫn, không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không loạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không điên đảo, không phải, không điên đảo, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không điên đảo, không phải, không điên đảo, uẩn xứ giới, vân vân, đều không điên đảo, không phải, không điên đảo. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, uẩn xứ giới, vân vân, đều không niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn vô minh không giải thoát, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng vô minh không giải thoát, uẩn xứ giới, vân vân, đều vô minh không giải thoát. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không tịnh lự, đẳng trì, đẳng trí, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không tịnh lự, đẳng trì, đẳng trí, uẩn xứ giới, vân vân, đều không tịnh lự, đẳng trì, đẳng trí. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải, không thần thông, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải, không thần thông, uẩn xứ giới, vân vân, đều không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải, không thần thông. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không phải không, không phải chẳng không, không hữu tướng, không vô tướng, không hữu nguyện, không vô nguyện, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không phải không, không phải chẳng không, không hữu tướng, không vô tướng, không hữu nguyện, không vô nguyện, uẩn xứ giới, vân vân, đều không phải không, không phải chẳng không, không hữu tướng, không vô tướng, không hữu nguyện, không vô nguyện. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không hữu vi, không vô vi, không hữu lậu, không vô lậu, không thế gian, không xuất thế gian, không có buộc, không lìa buộc, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không hữu vi, không vô vi, không hữu lậu, không vô lậu, không thế gian, không xuất thế gian, không có buộc, không lìa buộc, uẩn xứ giới, vân vân, đều không hữu vi, không hữu lậu, không vô lậu, không thế gian, không xuất thế gian, không có buộc, không lìa buộc. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không hữu trước, không vô trước, không hữu trí, không vô trí, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không hữu trước, không vô trước, không hữu trí, không vô trí, uẩn xứ giới, vân vân, đều không hữu trước, không vô trước, không hữu trí, không vô trí. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không nắm giữ, không lay động, không hí luận, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không nắm giữ, không lay động, không hí luận, uẩn xứ giới, vân vân, đều không nắm giữ, không lay động, không hí luận.
như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không có tưởng, không vô tưởng, 12 xứ, 18 giới vân vân cũng không có tưởng, không vô tưởng, uẩn xứ giới vân vân đều không có tưởng, không vô tưởng, như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không vắng lặng, không phải không vắng lặng, 12 xứ, 18 giới vân vân cũng không vắng lặng, không phải không vắng lặng, uẩn xứ giới vân vân đều không vắng lặng, không phải không vắng lặng, như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không niết bàn, không phải không niết bàn, 12 xứ, 18 giới vân vân cũng không niết bàn, không phải không niết bàn, uẩn xứ giới vân vân đều không niết bàn, không phải không niết bàn, như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói năm uẩn sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói năm uẩn sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 12 xứ, 18 giới vân vân sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 12 xứ, 18 giới vân vân sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói duyên khởi sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói duyên khởi sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói điên đảo sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói điên đảo sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói các triền cái sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói các triền cái sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói 36 ái hành sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 36 ái hành sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói 62 tà kiến sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 62 tà kiến sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí không phải là bát nhã ba la mật đa. Nói tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói bốn vô lượng năm thần thông không phải là bát nhã ba la mật đa. Nói bốn vô lượng năm thần thông sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói hữu vi thâu nhiếp các thiện căn vân vân pháp thế gian sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói hữu vi thâu nhiếp các thiện căn vân vân pháp thế gian sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói niệm chủ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói niệm chủ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói thánh đế khổ tập diệt đạo không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói thánh đế khổ tập diệt đạo sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói giới định tuệ giải thoát tri kiến thanh tịnh không phải là bát nhã ba la mật đa. Nói giới định tuệ giải thoát tri kiến thanh tịnh sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói vô vi thâu nhiếp các pháp vô y vô lậu
của xuất thế gian không gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói vô vi thâu nhiếp các pháp vô y vô lậu của xuất thế gian, sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, nói pháp không vô tướng vô huyện vô sanh vô tác không gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói pháp không vô tướng vô huyện vô sanh vô tác sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, nói rõ giải thoát ly diệt niết bàn không gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rõ giải thoát ly diệt niết bàn sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy không phải sắc uẩn nắm giữ, cũng không phải thọ tưởng hành thức uẩn nắm giữ, không phải nhãn xứ nắm giữ, cũng không phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nắm giữ, không phải sắc xứ nắm giữ, cũng không phải thanh hương vị xúc pháp xứ nắm giữ, không phải nhãn giới nắm giữ, cũng không phải nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nắm giữ, không phải sắc giới nắm giữ, cũng không phải thanh hương vị xúc pháp giới nắm giữ, không phải nhãn thức giới nắm giữ, cũng không phải nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nắm giữ, không phải địa giới nắm giữ, cũng không phải thủy hỏa phong không thức giới nắm giữ, không phải cõi dục nắm giữ, cũng không phải cõi sắc vô sắc nắm giữ, không phải hữu vi nắm giữ, cũng không phải vô vi nắm giữ, không phải thế gian nắm giữ, cũng không phải xuất thế gian nắm giữ, không phải hữu lậu nắm giữ, cũng không phải vô lậu nắm giữ, không phải pháp lành nắm giữ, cũng không phải pháp không lành nắm giữ, không phải hữu tình giới nắm giữ, cũng không phải phi hữu tình giới nắm giữ, cũng không xa lìa các pháp riêng như vậy, mà có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không bị các pháp thâu nhiễm,